Ăn có cái mùi nó rất lạ, màu sắc thì đúng đẹp mắt, ở trong còn có những cái gia vị họ tẩm ướp, mình thấy ăn hấp dẫn. Thì nhà mình ăn ở đây thì cũng 5-6 lần rồi, mình thấy đi qua lúc nào cũng rất là đông khách. Và ý là người ta xếp hàng mua rất là nhiều. Đôi khi nếu mà mình đã muộn là mua là còn hết ý, là không còn để mua đâu. Lượng chân giò hiện tại mình bán thì một ngày rơi vào tầm 150 cái. Nó rơi vào khoảng 300 cân. Hiện tại doanh thu cũng khoảng tầm 19 đến 21 triệu. Nhà mình mở bán đến nay khoảng hơn 2 tháng. Chỉ bán duy nhất một mặt hàng là chân giò hút xương, hương vị Tây Bắc. Cái món chân giò này thì cái kỹ thuật quay thì khó nhất trong các loại quay, bởi vì nếu mà bạn không biết quay là nó sẽ bị vỡ cái vỏ ngoài này, cảm quan rất là xấu. Cái thứ hai để món chân giò hấp dẫn được người dùng là món chân giò này nó không có mỡ mà ăn không ngấy. Chân giò nguyên liệu thì bắt buộc là phải chân giò tươi, giết mổ trong ngày, tuyệt đối không dùng chân giò đông lạnh. Một con lợn thì lấy hai chân trước, ở chân trước nó mỏng hơn thì mình tẩm ướp ra gia vị nó ngấm hơn. Tẩm ướp xong một tiếng sau thì mình bắt đầu khâu. Khâu xong là mình có thể cho rạch được rồi. Xong đến giờ chiều là mình có thể mang ra chế biến cho quay. Thì món này nó bao gồm 18 loại gia vị khác nhau và bắt buộc là những nguyên liệu đó phải dùng giã bằng khối đá cổ truyền các cụ ngày trước chứ không dùng máy xay thì nó mới thơm được. Còn các gia vị thì đa số ở Hà Nội đều có, nhưng chỉ có duy nhất hai thứ ở Hà Nội không có là bắt buộc là bọn mình phải đặt hàng từ trên Lạng Sơn chuyển xuống. Thời gian quay thì nó dao động từ khoảng 1 tiếng rưỡi đến 1 tiếng 40 phút tùy vào nhiệt độ của than. Màu nó phải lên được màu vàng cánh gián, màu tự nhiên của quay bằng than hoa, không dùng bất kể một phẩm màu hay một cái gì khác cả. Không có nhiều cơ sở đơn vị để làm món này, nó là mặt hàng mới. Chính vì thế mà khách hàng cảm thấy muốn được thử, và thử rồi lần sau lại nhớ đến và đặt hàng tiếp. We'll be right back.